Bạn ngày ní khi bạn bị một tấm miếng nơi sọt vì em bạn cả cần đá hay từ tập hiệp đại bóng pro bóng sợi cầm bóng tại tu sân này cứ chỉ đầm nam sọt cây hay nếu không sọt vì em ní cứ miên cả đầm sọt cây chỉ chẳng hạt ta phong đài bạn một tí tiện ní khi bạn đang thuê bọn sâm phi chỉ mùi lục bú đại chi mà cha chấm cà sọt cây ní hay xong cơ độc bình chơi bóng bóng sấy cho từ tu sân á có đôi chi dốt đăng ông pi đầm nam sắc cây này chỉ một chiếc mặt đôi tờ tờ bà sư cơ độc chơi bà bà từ tập hiệp đại bóng bóng tu sinh trường cầm bóng tu sư sân á ní cứ chia sẽ cầm một hiệp lục pú đã cầm bóng tại qua bà qua sắc cây bà chương là phú dương qua ta tam chung mua nhưng bao dương đại cột cầm mỏng mới nên là phú và chương dương không mà pê dương qua phần mạng rồi cả lộ đó phú tam chung mua bao dương là phú bà chương dương qua nấy dương mình cầm nọ tha ngay nấy qua rồi còn ngay sai qua tới cứ tầm đợi được nhiều cái cầm mỏng nhưng mà qua tạm đòn phú đó rồi thay tạm lòng buồn đó rồi thay bên tách tách trái là nó tạm kỳ cầm mòn bà tạm kỳ cầm mòn hay thay nít phú qua phần màn rồi cả lỗ đấy phú về chia sẻ thay nít tí bay rồi cả lỗ buồn đó bạn chân ở đây em phụng chân là phụng chơi mà tôi sẽ cầm phiệp tới đầm bây giờ rồi bong bong gọi tôi là cả chị bao dương mà khuyên thà sọt cây miền mơm thông mơm tu tơ tam ở cà độc và cà thái toàn phòng đại bạn hãy sẽ cầm được hiệp vụ bún có tăng vì màu và môi bất cứ bún đó và dạ bạn bạn đi chơi sẽ cầm một phiệp nè mình chơi mua cái đó nè mình chơi mua sợi mình đó và nè mình sợi cầm bông ta thử sẽ cầm một phiệp cặp cô sợi cây làm bay thằng từ ao à từ từ chôn đây cầm bông ta rong chạm mong bay cho mày nhớ lục bú nữa và hay lục bú à chơi sợi lục bú tí lục bú chơi mua đá lục bú chơi mua nu sợi khuyên bún á bú rồi nó không phô mày không mày đá lục bú chơi sợi lúc bố ta lúc bố thua đầm năm khang phần này ở sắp cây ní ở dạp bê mạng cho năm hay lúc bố à, tạm đời nhầm thua nó cứ ở dạp bê chất đọc cho năm hay bà lúc bố à. Thôi giờ miên khang là mình lúc bố ấy cho mà chui khang bố đấy khang cùng rùa xá lúc bố miên là miên bà và con là chơi đây bà lúc bố xa ấy mà là hay là đây là bố miên tầm hôm bên nào đấy là bố chưa thấy đây những điều các bà hạ thấp và đỡ tì hơn là bố mới sầm nuối tiết trong số là bố thật đã đầm nắm sạc cây ní vì miên pha lủng bạn lủng cá đầm đấy là bố đầm nắm sạc cây thì thay vì ắt miên bã ấy không cá đầm thế gì dương khoảng ta để riêng đây chua ruột người ta ở xa tới bà là bố bạn đã tất bốc đấy cứ đầm dùng xăm phu thói nó dùng đầm mà bà lục phu là mùi cốm nó đã tí bấy đầm dần đây đó bà lục phu bà hay dùng sau tất tư nó chỉ nghe cái hay đầm năm thật cái lục phu ní ở dùng đầm chưa được đầu cá rồi còn dùng đầm như là đầu prang rồi đầu bờ sao được dùng đầm năm xem xin đấy lục phu anh ấy còn ta bây giờ đầm đầu prang bây giờ bị bạ thai toàn cái đại á, ta nó đâm đây tá về xua về miền phiêng miền ấy đây dương mình cái bạc hai, bạc là phù bạc, tất cả đăng đều rùa mòn. Thấy chưa là phù ở đầm nam đấy dương không mà hạt ta nó như từ tua bàn phò và màn đá không hạt ta là dương đậm nó là phù, đang cầm lắng. Không hạt ta, không hạt ta, cái đấy mà
mùi xa bạn lục phù mà mặt súng bạn bạn lục phù mặt súng cứ ta tầm bay tàu này đi tầm bay tàu lục phù đó bây giờ cây lõ vừa lắng đó bay đọc tàu buôn đọc tàu nó cảm cây lõ chứ môn môn mà bây giờ bọn làm việc này ta ở sơ cây dưỡng miên phò lõ xem nhập tầm lại thì xa đó lục phù nên cái việc tam tại tam là đỡ bạn lục phù đỡ prang vì ấp tức bà đám cứ việc thay mà quan mà lâu bà mà lâu đó đặc biệt đây này về miền phía nam miền tây thế những người nông ta cắt việc lại đây tầm bảy rồi bảy rồi luôn rồi chắc miền tây thì bà sơn chỉ không được lời prang cứ làm sao cái gì mà thay bà quan chiêng mà quan chiêng bà đặc biệt là đời của xa này cứ tập cục quan cứ khang chấm muối có tầm lại tầm lại cho tan nó đài bàn cục cái này bàn cục bà lục phú ở ta chưa sai lục phú ta dương chầm này thạm bị cá rư cổ phần mà nó không mà cá đầm hay dương chụp tụ bàn phò không mà làm sao mà phần mà nó lục phú thạm cá bờ sân về chết chỉ phui chỉ thia chỉ nuôi luôn bà lục phú bà phui pri như vậy giống á bà lục phú ốc tung bảy liền này bảy liền hay chưa sai lục phú tận chắc dương tụ bàn chầm nổ với bàn phần mà đó lục phú chầm nổ bờ dương dọc từng tí xá vì cho bởi thân thì thật sự cây lõ ba lục bù mà phây liên thì mới có đọc rạm liên thì chẳng chẳng miền cà cạc cọp ba lục bù nữa lục bù tầm nằm sạc cây lục bù nó không không mà rạy sạch dương đi kết phơi chỉ trang cả lại mấy lục bù tầm lục bù nơi không có rạy sạch kết rạy nó thì làm cổ cả lại làm cổ cả lại cả tốt chẳng cả thông chẳng ba ba lục bù làm cái đầy tàu thông rồi mới có cả lại cả nó vừa lấy tập prey nó cô đầm cá phục tập bà hay bây giờ bán đi lấy hàng không mà lấy sạch những cái phơi sạch cái những chả cua xà đấy là bù nó bà chả cua xà thì ta bây giờ châu anh nói như thế châu chất sấp phía rồi bù hay nó sao xem tiết cứ gì tầm nằm chầm rọt tầm đòn bà là bù bà nghĩa một từ tập hiệp này mình sẽ lấy cái bông để cắt cua sạch cái hay đang cắt sợi cây tầm bầy dột từ ao chmuôn chắc lúc bố ai lại rập bị đầm bông này cả thưa sợi cây dưng tay dưng thưa dạng mấy dạng mấy đấy lúc bố ai chim đi rập chim bán đi con cá đầm sợi cây đầm bông cứ bờ sân chỉ dưng miền bụi phun dưng bạn lúc bố bạn cứ mình lấy tất mà nó cứ dùng cặp luôn dùng đám và giá tiền đánh cặp nó cứ dùng tập xăm hay không tiền thì dùng cặp hỏi dùng tập xăm không tiền rồi mua có không có xu ấy mua dân bà lục bà hãy đã tất cần hãy xăm mà giá tiền thì bay thang ngày tập trăm thang ngày bà lục bà nó việc đọc cho nhiều rồi bọc chẳng không cả đồ nó cứ dùng tiền đánh tha dùng tập xăm nó cứ dùng thưa đây đài bà lục bà cặp hỏi dân cho tập sám dân thưa đây thưa đây nó thì việc chua rồi đòi cô dân ở xã cặp đây hãy chua rồi cô dân ở xã xã hỏi ở đây nó người riêng cho ăn tích bà lục bà còn ở về liềm liếm cứ cho về mai nó về nâng rúa còn là tập tới về việc đỏ bà việc đỏ ở về đây nó ở về một định sẵn bà lục bà đã tập đã tức pê lên để phụ thật cái này nó về đổ rư hơi bà lục bù dương hốc cầm co nhân tới hơi vay kia xài sân đấy bà xài sân bọc đầy bọc đầy mơm là mơm ta người ta không sẽ thấy một cung nó bấy đám bà lục bù sẽ thấy bấy đám lắm bà hơi có bật lục về tới đâm hơi ố oh, là dạ pê bay tháng ngày bà lục bù tới buồn tháng ngày nó sẽ thấy nó bị hiện đôi ta sụt tức là đến những đại từ bầu nó bà lục bù sụt tích dương bởi ta ọt liêng dương bom tắc đạn bà lục bù bom tắc đạn thì ta bom mình oi chui lên thì ta bom mà là mồm mà sao bà lục bù chui lên vì tới giờ đến lôi rồi mà có xăm rồi vía mọt bà lục bù bà lục bù hãy đào pê viết đằng khôn ấy hôi đã tức mà xa tiết nó tới vừa chập rư chập loa à ta sẽ thấy loa vì tranh cái tên mong đến ấy loa kêu nó tới
dương chặt cắt mai sát bà lụp lụp cam có chùm bà chùm chùm tam cô liên bà lụp lụp chùm hơi ô hơi vì nung từ dương hậu ạt trạng bà lụp lụp dương nó cô dương bà do mà vay tam chân lọt rồng nó thôi vì đây nó miền học lao nó bà lụp lụp ngọt nữa bà lụp lụp vay hơi tới hơi dương tục về dạ về trầm thằng ai rồi mới có mà tết bạn phụ hồi đây nó bị chân đó là nó đây chân tới dương dọc chi chi ở đây ai thật chi mình chỉ thầm biết là chi 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 kim mía nó người chi kim mía ì rây cái ì rây á bạn phụ bạn là giờ máu bỏ tam côn mà chấp tham họ trong sập ría bạn phụ bạn bỏ tam côn tới hơi dương đặt tức hồi chuột tới dạ về đọc ngay cả lạc khá nhưng vì sự cái này vì bay côn bay thôm chứ vì miền thì ta mềm tích tích nhưng đặng chi mà xa tiền bà là phù đặng chi mà xa tiền thôi thấy nó chết rồi chết đây à bà là phù bà chết đây nhưng bom tắc phong nhưng đặng chi chết đây thấy chết đấy nhưng thấy đặng chi đang bay ao từng rít mềm bà là phù đặng xa thì bay nó thì từng rít mềm cái đăng chi xây tiệt cái ai chi xây văng sờ rồ bà xây văng sờ rồ chi cay cay như thế bà phù đã chi đang ôi thấy nó mềm mềm thông bà là phù bà hay đã bị đã chi rồi dạ tiền từ cặp đập bị cặp đập bị bầm mồ phò lên từ mùi khai từ thời dương bà là phù bầm mồ phò là dương từ chiết sực khí nó mà xa chiết sực khí mà xa thế bốn á mà xa chiết khí nó mà xa đã bay dọc អលងអលវិជ្ជាឆ្លៃសហួយឆ្លៃសណ្ដាបាទបាទលោកពូហ្នឹងវារួចសហួយហើយវាអាចផលបាទបាទលោកពូបាទដល់ពេលហួយទៅយើងកាត់ស្មៅបាទលោកពូបើសិនជាអាចមានលទ្ធភាពជុំគល់ក៏បានបាទបាទតែល្អហ្នឹងបាទបាទរត់ល្អមានលទ្ធភាពទេយើងគ្រាន់តែកាត់ស្មៅថែទាំដាក់ជីដូចមុនអញ្ចឹងហ្នឹងគឺវាបានមកសាទៀតបាទលោកពូបាទហ្នឹងវាពិសាបាទលោកពូបាទពិសា ទៅបានផលខ្ញុំថាដូចខ្ញុំនិយាយថាមានឈ្មោះគឺមកយកដល់ទីកន្លែងអត់មានបាក់យើងយកទៅបោះខ្លួនយើងទេមានម៉ួយគេមានឈ្មោះគេទទួលយកតាមអាហ្នឹងគេឲ្យធ្វើប្រហែលកន្លោតាមអាហ្នឹងគេឲ្យធ្វើយ៉ាងបាទលោកពូបាទនេះជាកិច្ចសម្ភារៈរបស់ខ្ញុំបាទជាមួយលោកពូឈ្មោះអីដែរជាស្រីម្ដងទៀតលោកពូ អរគុណច្រើនលោកពូបាទអរគុណច្រើននៅការប្រាប់បទសម្ភាសរបស់លោកពូមកដល់ក្មួយដ៏មានអត្តន័យនិងអត្តរសរបស់ក្បាយមែនទែនលោកពូថ្ងៃនេះគឺក្មួយមកជួបលោកពូបាទលោកពូបានរាយរាប់អំពីការដំណាំស្រ្តីបាទអញ្ចឹងក្មួយអរគុណក្មួយសូមជម្រាបលាលោកពូអរគុណច្រើនលោកពូបាទជម្រាបលាលោកពូ